Nguyễn Hào hữu tỷ mà cả em sẽ gặp trong đề thi nha. Dạ, số 1. Đấy mà lần Giang kính điển ở trong cái Nguyễn Hàm phân thức này, Nguyễn Hàm hữu tỷ này, thì loài này là loài mẫu đào hàm ra K lần tử, thì công thức nhánh sẽ là 1 trên K nhân len mẫu cộng C. Kết quả này được chứng minh từ phương pháp đổi biến, ví dụ như là x cộng 2 đến x bình cộng 4 x cộng 5 dx. Thì bạn mới thấy cái mẫu của chúng ta là x bình cộng 4 x cộng 5 đúng không? Thì em đào hàm nó mà xem này, x bình cộng 4 x cộng 5 đào hàm là bằng 2 cộng 4 đúng không? 2 cộng 4. Nếu em đặt số 2 ra ngoài thì đấy là x cộng 2. Và bạn thấy này, cái x cộng 2 này chỉ là từ số này, thấy không? X cộng 2 này chỉ là từ số. Và như vậy đấy là 2 lần tử. Và theo kết quả thì nó sẽ bằng 1 phần 2, 1 phần K, K ở đây là 2 đúng không? K ở đây sẽ là 2. Như vậy kết quả là 1 phần 2 len của mẫu. Mẫu thì bạn chép mẫu lại cộng C. Cái này là dạng kính điển, các bạn phần các bạn nhớ nha. Thầy sẽ tổng hợp các dạng lên.